Sau khoảng 2 giờ nỗ lực giải cứu, đến khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 3, lực lượng cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã đưa tài xế bị kẹt ra khỏi cabin trong vụ tai nạn giữa xe bồn với xe tải xảy ra trên tỉnh lộ 943 đoạn qua xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. Khoảng 11 giờ 40 phút hôm qua, xe bồn do tài xế Di Minh Luân, 34 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên điều khiển, lưu thông theo hướng Thoại Sơn đi Long Xuyên. Khi đến khu vực cầu kênh Ông Cò, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn đã va chạm với ô tô tải lưu thông cùng chiều phía trước do tài xế Đỗ Thanh Nhàn, 37 tuổi điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế Nhàn bị kẹt trong cabin, còn phụ xe tải bị gãy chân. Nhận tin báo, công an huyện Thoại Sơn đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ đưa anh Nhàn ra khỏi cabin xe tải an toàn sau 2 giờ đồng hồ. Nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang được công an huyện Thoại Sơn tiếp tục xác minh điều tra làm rõ. Come on, shoot me!